Hôm nay Trường Dương tiếp tục ghi hình cho quý vị xem nè. Hôm nay Trường Dương ghi hình mấy cây phượng với Sóc Trăng cho quý vị xem mấy vị. Đây là đầu chợ Mỹ Phương nè, trước chùa Hưng Hòa Tự, chùa Tịnh Độ cũ của Sóc Trăng. Chùa Tịnh Độ của Sóc Trăng chứ, chỗ Hút Quốc Nam mấy vị. Dưới đây có cây phượng rất là đẹp nè. Đây là cổng trường Hoàng Diệu nha quý vị. Đây là trường Hoàng Diệu. Đây là đường Lã Thính Chi. Đường này trồng rất nhiều hoa phượng đấy, nhưng chút xíu Trường Dương ghi hình cho quý vị xem. Đường này đi vô chợ cũng được nha quý vị. Dưới trung tâm y tế thành phố Sóc Trăng có hai cây phượng rất là đẹp. Trung tâm y tế thành phố Sóc Trăng là chợ gà cũ đó quý vị, bây giờ dời xuống Mạc Đỉnh Chi nữa. Đây là đường Mạc Đỉnh Chi. Đường Mạc Đỉnh Chi thành phố Sóc Trăng nữa quý vị. Trồng rất nhiều cây hoa phượng. Cái hoa phượng này rất đẹp nha quý vị. Nở rộ hết trơn quý vị ơi. Năm nay hè đến muộn. Đây cũng là đường Mạc Đỉnh Chi nha quý vị. Cái xa xa kia là nhớ rất nhiều cái hoa phượng ha. Đây. Rất nhiều cái hoa phượng. Nở rộ hết trơn. Đây có một cây đẹp lắm à. Đặc biệt là đường của xe tải chạy nghe quý vị. Xe tải không à. Đây, cây này cũng rất là đẹp đây. Hoa với bầu trời xanh rất là đẹp nghe quý vị. Ở cái góc đẹp quá trời. Đường này rất nhiều xe tải nha quý vị, đường Mạc Đỉnh Chi xuống cuối gần tới sông Đinh đó. Đây là hướng về sông Đinh nha quý vị. Hoa phượng rất là đẹp. Hướng đó là về sông Đinh nha quý vị. Phía bên này là hướng vào trong chợ Sóc Trăng hay quý vị. Từ sông Đinh chạy vào chợ Sóc Trăng. Hai bên đường cũng rất là đẹp này. Có rất nhiều cây hoa phượng nở. Đường rất đẹp nha quý vị.
quá đẹp. Về Sóc Trăng ấy vậy, xe cộ cũng quá nhiều nè, hai bên là trồng hoa phượng nhỉ. Từ một góc thành phố Sóc Trăng nhìn từ cầu Mát Mê Rô nha quý vị.
Trường Dương đang đứng trên cầu Mát Pero ngay chỗ đua ghe ngò của thành phố Sóc Trăng, nhìn vào chợ thành phố Sóc Trăng ấy vị, rất là đẹp. Quá đẹp quý vị. Và giờ Trường Dương xin kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã xem video của Trường Dương.